Chào các bạn. Hôm nay tớ sẽ hướng dẫn các bạn cách gầy mũi đan len và một số mũi đan cơ bản. Như vậy thì đầu tiên tớ sẽ hướng dẫn các bạn gầy mũi này. Các bạn chuẩn bị kim đan len phù hợp. Sau đấy các bạn sử dụng len, các bạn chú ý cho tớ này. Sẽ thấy chừa ra cho tớ một đoạn. Đấy, như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành gầy mũi nhé. Các bạn để mũi len như thế này. Rồi sau đấy các bạn đưa kim đan vào. Kim đan vào, sau đó các bạn lấy len bên này. Lên bên này. Vậy ta thả lại ra. Vậy ta sẽ được hai mũi. Ta gầy được hai mũi tiếp theo. Đây nhá, các bạn chú ý này. Tiếp theo các bạn lấy len đây. Đây. Được ba mũi. Ta đưa kim vào đây. Ngược sang. Tôi làm từ từ để các bạn quan sát nhé. Đấy, như vậy thì ở đây tới gầy 2, 4, 6, 8, 16 mũi. Đấy, bây giờ tôi có 16 mũi là gầy như này. Sau khi mà gầy xong mũi len để tiến hành đan thì các bạn sẽ thắt cái hai sợi len này lại. Hai cái sợi len này lại cho nó chắc. Sau khi mà thắt cho nó chắc lại thì bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành đan một số mũi cơ bản nhé. Như vậy thì để đan mũi cơ bản, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn đan mũi xuống. Mũi xuống ở trong các cái chạc hình thì nó sẽ có cái ký hiệu như thế này. Đấy, như vậy thì trong các cái chạc hình mũi xuống thì có cái ký hiệu như thế này. Và ký hiệu bằng chữ thì là ký hiệu bằng khi mà chặt cái chặt chữ thì sẽ là có ký hiệu là bằng chữ K. Đấy, viết tắt của từ canic. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành này. Như vậy thì để tiến hành đan len thì các bạn phải biết cầm len. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cầm len nhé. Đấy, tôi sẽ các bạn đâm kim vào đây. Thường thì cái mũi đầu tiên chúng ta các bạn đâm kim như thế này. Sau đấy các bạn cầm len này. Các bạn chú ý cái tay tớ nhé. Đây, tớ lấy vào. Sau đấy chúng ta để lên. Đây nhé, tớ làm lại lần nữa này. Rồi, sau đấy để theo lên. Vậy là sau đấy chúng ta sẽ thực hiện đan này. Ta sẽ đây. Các bạn chú ý nhé. Để lên ở ngoài quấn vào này. Sau đấy chúng ta để như này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện đan này. Đan mũi xuống tôi bắt dây qua. Sau đấy chúng ta để kim như thế này. Vòng qua. Tiếp theo này, tôi đâm kim. Đâm kim từ dưới lên nhá. Đấy, sau đấy các bạn bắt dây qua. Rồi, sau đấy chúng ta thả cái sợi này bên này ra. Tiếp theo này. Đấy.
Các bạn chú ý là khi mà ta cầm ghim thì ta sẽ cầm ở chỗ này và ta chỉ đưa ngón trỏ lên thôi nhé. Đấy, như vậy thì bây giờ tôi đã thực hiện xong một hàng mũi đặt xuống như thế này.